người ta hay nói là cái số vòng là thế nào ấy chị? Vòng 1 là đây. À. Vòng 2 là đây. Thế ạ. À. Còn vòng 3 là đây. Ôi, à, rồi rồi tôi hiểu rồi. Thế này là chắc là vợ tôi mặc vừa lắm này. À. Sao bố lại làm thế? Khổ lắm, hiểu nhầm ý tôi rồi. Mình ơi, tôi đâu rồi? Cái thằng Superman nó là nhân chứng sống đâu rồi? À, đây, cháu đây. Đây mày. Mẹ bình tĩnh, Cháu giải thích. Cô nhà chú cái không có tan cửa nát nhà đâu. Còn mai kia tôi đi vắng thật đi thì năm hộ thường của tôi vẫn tìm. Trời ơi. Tôi xin mình ấy. Sao lại nỡ nói câu đấy được cả mình ơi. Đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng. Ông ấy tuyệt vời như thế, quan tâm như thế, tâm lý như thế, thế mà lúc nào cũng chua chéo méo giật được lên.